Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12 vừa tổ chức kỳ họp thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn đã tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc với trên 1.000 cử tri tham gia. Đã có 33 kiến nghị thuộc thẩm quyền được huyện xem xét giải quyết. Các chương trình giám sát được triển khai đảm bảo đúng luật, góp phần điều chỉnh kịp thời những phát sinh ở cơ sở. Trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, cơ bản hoàn thành 36 trên 40 chỉ tiêu. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 44.800 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 46.500 tấn, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư cho công tác phát triển giao thông nông thôn ước đạt trên 100 tỷ đồng. Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Hỗ trợ làm 83 nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, vượt 57% kế hoạch. Giảm trên 1.200 hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu và huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, năm 2021, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội. Kết quả, thị xã đã thực hiện 38 chỉ tiêu hoàn thành và vượt nghị quyết đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao như kết nạp đảng viên mới đạt 101%, giảm 212 hộ nghèo, thu ngân sách nhà nước đạt 175,5 tỷ đồng, vượt 11,8% so với kế hoạch. Thị xã đã tập trung chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, rà soát, phân loại tổ chức cách ly các trường hợp đi từ vùng dịch về địa bàn, triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thị xã. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2022 và thống nhất triển khai thực hiện đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025, xây dựng chương trình phát triển đô thị thị xã giai đoạn 2022-2025, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các xã trở thành phường giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, song huyện Trạm Tấu đã cụ thể hóa chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy để tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn. Dự ước có 38 trên 39 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng đạt và vượt kế hoạch, 27 chỉ tiêu về lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính, 29 nhiệm vụ của các ban, cơ quan giúp việc huyện ủy và 43 nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2022, huyện Trạm Tấu đã xây dựng 42 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Đảng bộ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, quyết liệt phòng chống dịch bệnh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển mạnh hoạt động thương mại dịch vụ, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2021, huyện Trấn Yên đề ra 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó đã có 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt kết quả vượt kế hoạch như thu nhập bình quân đầu người đạt 43,3 triệu đồng một người một năm, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.505 tỷ đồng bằng 107,5% kế hoạch. Công nhận 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 32 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.108 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 242,2 tỷ đồng. Thành lập mới 27 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 154 tổ hợp tác. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư bổ sung nâng cấp, lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục phát triển, việc làm an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Năm 2022, huyện ủy Trấn Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống dịch.
quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và môi trường đề ra. Thị xã Nghĩa Lộ và huyện Lục Yên vừa tổng kết công tác quân sự quốc phòng và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, củng cố kiện toàn 21 đầu mối dân quân tự vệ, hoàn thành kế hoạch huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng, huấn luyện lực lượng thường trực quân số đạt 99,6%. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85,6% đạt khá giỏi. Huấn luyện dân quân tự vệ kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76,2% khá giỏi. Tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập chỉ huy, cơ quan theo đúng kế hoạch, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 3 xã, phường. Xã Thạch Lương, xã Phù Nham, phường Tân An diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, xã Nghĩa Phúc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tìm kiếm cứu nạn tại xã Phúc Sơn. Kết quả, các cuộc luyện tập diễn tập đều đạt giỏi. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ mạnh về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm 2021, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm 100% nội dung chương trình. Đẩy mạnh phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Phong trào quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phối hợp thực hiện ngày cùng dân. Năm 2022, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, triển khai thực hiện tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 6 xã và diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh và phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Hôm qua, Bảo tàng tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề Quân với dân một ý chí, chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021 và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2021. Các tư liệu hình ảnh hiện vật được lựa chọn trưng bày phản ánh sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Những đóng góp của lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời làm rõ bản chất truyền thống quân đội cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng quân đội ở giai đoạn cách mạng mới. Triển lãm đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tái cơ cấu ngân sách nhà nước một cách hợp lý và bền vững. Trong đó, các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái được giao quyền tự chủ, đã đổi mới hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đang từng bước thực hiện lộ trình tự chủ tiến tới tự chủ toàn bộ kinh phí. Để tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai các kỹ thuật mới hiện đại, đồng thời thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, triển khai thành công mô hình cấp cứu một cửa tại khoa hồi sức cấp cứu. Năm 2021, dù còn khó khăn về nguồn lực, song Trung tâm Y tế huyện Yên Bình vẫn luôn cố gắng đảm bảo công tác khám chữa bệnh gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, sàng lọc phát hiện, ngăn chặn lây lan của ca bệnh COVID-19 đầu tiên ngoài cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng đã góp phần giúp Trung tâm Y tế huyện Yên Bình quản lý tài chính đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Về đời sống đảm bảo y bác sĩ cho y bác sĩ năm 2021, mặc dù là có dịch xảy ra nhưng mà trung tâm cũng đã cố gắng chi được thu nhập tăng thêm cho cán bộ 6 tháng đầu năm, trung bình là khoảng 5 triệu đồng trên một người, gọi là thu nhập tăng thêm. Và
cũng cố gắng đến cuối năm là sẽ chi được thu nhập tăng thêm cao hơn cho cán bộ. Ban giám đốc cũng như là anh em cán bộ công viên chức chúng tôi đã triển khai họp và bàn những cái phương án. Việc đầu tiên là phải nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh. Song song với đó thì chúng tôi phải đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như là hệ thống máy móc đảm bảo cái công tác khám chữa bệnh. Đối với cán bộ y tế thì chúng tôi có các đề án của tỉnh đưa đi cán bộ y tế đi đào tạo, và đồng thời thì chúng tôi triển khai đầu tư trang thiết bị như là máy CT và hệ thống mổ nội soi để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ cho người bệnh. Được giao tự chủ 100% về chi thường xuyên, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái đến nay đã có nhiều thay đổi. Trước hết, cán bộ y bác sĩ nêu cao y đức phục vụ người bệnh tận tình, đảm bảo tốt công tác khám, điều trị nội trú, ngoại trú cho nhân dân, không để xảy ra sai sót về chuyên môn. Đặc biệt, nhiều kỹ thuật mới được bệnh viện thực hiện thành công. Từ khi thực hiện cái cơ chế tự chủ, thì cái việc nâng cao cũng góp phần nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh. Cụ thể cũng được trang bị các trang thiết bị máy móc ở tại khoa, đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh cơ bản, và đồng thời cũng góp phần nâng cao cái hiệu quả điều trị cho người bệnh, và nó có cái phản hồi tích cực từ người bệnh cũng như là tạo niềm tin cho bà con nhân dân ở tuyến cơ sở cũng như là ở các tỉnh lân cận đến khám và chữa bệnh. Tự chủ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài có nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, Bệnh viện Nội tiết tỉnh, nên tỷ lệ hài lòng của người bệnh năm 2021 đã tăng lên trên 96%. Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn bệnh viện chuyên khoa hạng 3, có chất lượng cao, quy mô 65 giường, hiện đại và thân thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Khi mà được giao quyền tự chủ thì bệnh viện cũng có những cái cơ hội rất là lớn, như là việc được chủ động khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thứ hai là bệnh viện được tự quyết định về tổ chức bộ máy, nhân lực theo cái đề án vị trí việc làm mà đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai, tiếp theo nữa là được chủ động trong cái chính sách thu hút đãi ngộ nhân viên y tế, rồi là chủ động huy động các nguồn lực trong xã hội để mà thực hiện tự chủ. Và một điều nữa mà chúng tôi thấy là bệnh viện có thể là khẳng định thương hiệu của mình trong và giúp cho bệnh viện thực hiện cái chiến lược phát triển, nâng hạng bệnh viện một cách dễ dàng hơn. Năm 2021 là năm thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tự chủ toàn phần chi thường xuyên, với tổng thu 9 tháng năm 2021 đã tăng hơn hàng chục tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chênh lệch thu chi trích lập các quỹ trên 18,5 tỷ đồng. Bệnh viện dự toán năm 2021 tổng thu là 240 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai có hiệu quả đề án thực hiện một số hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu. Các chương trình khám chữa bệnh có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành tuyến trên như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Ca, Bệnh viện Tim Hà Nội, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho y bác sĩ bệnh viện. Cùng với đó, bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, tổ chức hội thi tay nghề nhân viên y tế, diễn đàn phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong bệnh viện. Thực hiện chủ trương của tỉnh và của ngành, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là đơn vị y tế công lập và được thực hiện tự chủ chi thường xuyên 100% từ năm 2020. Và cho đến nay thì các hoạt động của bệnh viện cũng được sự hỗ trợ của tỉnh và của ngành tối đa trong tất cả các lĩnh vực. Và đây là một chủ trương lớn, cho nên là bệnh viện tỉnh cũng xác định bằng khắc phục tất cả những cái khó khăn và những cái thách thức ban đầu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũng xây dựng một cái chiến lược rõ ràng để trở thành một cái trung tâm y tế chất lượng cao hàng đầu của khu vực Tây Bắc và trở thành bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế với điểm chất lượng là trên 4,3 điểm trên 5 điểm trở lên. Và cái để đạt được mục tiêu đó thì chúng tôi sẽ phát huy tối đa cái năng lực của đơn vị cũng như là tận dụng tất cả các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, kể cả các nguồn vốn xã hội hóa nếu có, để xây dựng bệnh viện và đáp ứng sự hài lòng người bệnh, và cũng là thay đổi các cái phương thức phục vụ của nhân viên y tế và làm hài lòng hơn cả nhân viên y tế.
Những năm qua, nhờ triển khai cơ chế tự chủ đã giúp các cơ sở y tế tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái từng bước phát huy tính năng động sáng tạo. Nhiều đơn vị phát triển cả về quy mô và chất lượng với hạ tầng kỹ thuật khang trang, thiết bị hiện đại, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính. Không ít bệnh viện đã chuyển từ tư duy phục vụ sang cung ứng dịch vụ, thực hiện đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, tổ chức phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc tại tất cả các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, y tế, công lập vẫn còn một số hạn chế vướng mắc do cơ chế chưa đồng bộ, quy định chưa thống nhất đầy đủ, giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ, còn những bất cập trong công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc tăng cường hiệu quả, hiệu lực của quá trình đẩy mạnh cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh thời gian tới rất cần thiết, nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Làng Nhì đóng chân trên địa bàn xã vùng cao Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Vào mùa đông, nền nhiệt khá thấp, do vậy để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, duy trì việc học tập, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn quan tâm đến công tác phòng chống rét, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xác định việc duy trì giữ ấm cho học sinh sẽ góp phần duy trì sĩ số cũng như nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hệ thống các phòng học được đầu tư xây dựng kiên cố, đảm bảo ấm áp trong thời tiết giá rét. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường còn luôn quan tâm đến việc ăn mặc của các học sinh. Do điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn nên nhà trường đã vận động huy động sợi hóa quyên góp áo ấm cho học sinh. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 1, các em rất là bé như thế này, với công tác chủ nhiệm là các em ở nhà rất xa, đường đến trường thì nó còn rất xa, và công tác em hãy hướng dẫn các em hàng ngày để như thế nào để mặc đủ ấm cho các em. Cái thứ nhất là ở trong quá trình học tập ở lớp đầy đủ quần áo ấm và giày dép các em đến lớp học. Và tiếp theo nữa là với công tác chủ nhiệm thì những giờ ra chơi, rồi giờ ăn, rồi giờ ngủ, em hãy thường xuyên quan tâm và chăm sóc các em để một cách ăn mặc cho đầy đủ khi đến lớp, và quan tâm hơn nữa với những các em lớp 1 như thế này. Là trường phổ thông dân tộc bán trú, do vậy cùng với việc đảm bảo giữ ấm trong các giờ học thì duy trì các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng luôn được nhà trường quan tâm. Với chế độ bán trú mà học sinh được hưởng, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phân bổ thực đơn theo từng bữa, giúp học sinh có đủ lượng calo để duy trì các hoạt động vui chơi học tập, nhất là trong điều kiện thời tiết giá rét. Bên cạnh đó, việc duy trì giấc ngủ cho các học sinh bán trú cũng được đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường quan tâm. Tuy một số phòng ở chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, song đã được sửa chữa đảm bảo tránh gió lùa, đồng thời có đủ chăn, đệm ấm để học sinh không bị lạnh, đảm bảo sức khỏe. Lúc em bước vào học thì về việc ăn uống thì đủ ăn không thiếu, và về việc ngủ nghỉ thì không ấm và không lạnh, và các thầy cô chăm sóc chú em rất tốt. Và về việc học tập thì em cố gắng học tập. Năm học 2021-2022, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở xã Làng Nhì có 500 học sinh, trong đó có 370 học sinh bán trú. Với số lượng học sinh bán trú khá đông, do vậy nhà trường đặc biệt quan tâm đến phòng chống rét cho học sinh. Với cái điều kiện giá rét trên vùng cao rất là khắc nghiệt, thì ngoài các cái đầu tư của nhà nước về phòng học và các điều kiện khác, luôn luôn theo dõi cái diễn biến thời tiết, có những thông tin đầy đủ đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Cái thứ hai là tuyên truyền với lại phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện nhất định cho các cháu khi đến trường. Thứ nữa là nhà trường luôn đảm bảo các điều kiện được mặc ấm, đủ quần áo rét, giày dép đầy đủ, đủ các điều kiện về ăn được no, đảm bảo chất dinh dưỡng. Nhờ những việc nhà trường thực hiện thì các cháu đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần từ 95% đến 100% và nâng cao chất lượng giáo dục. Theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt rét đậm rét hại kéo dài, nhất là đối với địa bàn huyện vùng cao. Do vậy, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống rét, không chỉ đảm bảo sức khỏe cho học sinh mà còn duy trì tỷ lệ chuyên cần, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.